xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Và hát karaoke là một nhu cầu tất yếu của mỗi gia đình cũng như là mỗi người. Và ở trong video này, Hữu Duy sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ dàn đến từ tập đoàn Hackman cực kỳ nổi tiếng tại Mỹ. Và xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tiếp video để chúng ta cùng tìm hiểu xem bộ dàn này bao gồm những sản phẩm nào, thông số ra sao và mức giá như nào quý vị nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu bộ dàn ngay đằng sau Duy, chính là một bộ dàn karaoke cao cấp đến từ Mỹ quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng sản phẩm một. Đầu tiên sẽ là đôi loa linh hồn của bộ dàn. Chúng ta sẽ có một đôi loa mang thương hiệu JBL. JBL là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng tại Mỹ rồi. Và Hữu Duy cũng không cần phải nói quá nhiều về thương hiệu JBL thuộc tập đoàn Hackman này. Với đôi loa MTS-12 sở hữu cho mình là củ bass 30cm và sở hữu cho mình là một củ chép họng kèn 2414HC độc quyền của thương hiệu JBL, được làm bằng từ neodymium cho ra chất tiếng cực kỳ sáng và bass sâu ấm mềm. Đó, và công suất của loa là 400W và có thể đạt đỉnh lên đến 1600W quý vị nhé. Rất là mạnh vẽ, thích hợp đánh trong không gian từ 30 thậm chí là 40m2 cũng rất là ok đối với một đôi loa MTS-12 mang thương hiệu JBL. Và tiếp theo là một bộ micro cũng mang thương hiệu JBL với model VM200. Với bộ micro VM200 này cho ra chất tiếng cực kỳ dày và ấm tiếng. Và theo thông số của nhà sản xuất thì cột sóng có thể bắt xa lên đến 100m, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng với những bộ karaoke bass 30, 40, thậm chí là 50 ngoài trời cũng rất là ok đối với bộ micro JBL VM200 này. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc vang số JBL KX180. Với chiếc vang số này thì chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp vào những giải EQ, căn chỉnh làm sao cho tiếng hát của chúng ta hay nhất, trong trẻo nhất có thể quý vị nhé. Ngoài ra chức năng chống hú cũng là một chức năng cực kỳ quan trọng với một chiếc vang số. Chúng ta có thể hoàn toàn đứng rất là gần loa nhưng mà không hề phát ra tiếng hú nào, cũng nhờ bởi chức năng chống hú của chiếc vang số này điều chỉnh tần số. Và một điều đặc biệt nữa là effect của chiếc vang số này cũng rất là hay. Chúng ta hoàn toàn cũng có thể căn chỉnh những hiệu ứng echo cũng như là reverb thông qua chiếc vang số này, căn chỉnh làm sao cho chúng ta hát karaoke với một chất giọng hay nhất quý vị nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc cục đẩy mang thương hiệu Crown thuộc tập đoàn Hackman với mã model T7, nằm trong series cục đẩy Crown T3, T5, T7 và T10. Với mức công suất 675W 2 kênh, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ những đôi loa bass 25 thậm chí là 30, rất là ok đối với chiếc cục đẩy Crown T7 này quý vị nhé. Sử dụng cho mình là mạch Class H giúp chúng ta có thể đạt được hiệu năng cao nhất cũng như là tiết kiệm điện đối với dòng Crown T7. Cho nên chiếc cục đẩy này hay thường được sử dụng ghép với những bộ dàn karaoke cao cấp, đặc biệt là với độ méo tiếng cực kỳ thấp cho ra chất tiếng cực kỳ sạch quý vị nhé. Cuối cùng trong bộ dàn ngày hôm nay chính là một sản phẩm mang thương hiệu Calip. Calip là một thương hiệu cực kỳ lâu đời rồi, có lịch sử hơn 65 năm tại Mỹ quý vị nhé. Và đây là một dòng Calip mang model SPL120. Sở hữu cho mình củ bát 30cm như quý vị có thể nhìn thấy. Bên trong được sơn màu vàng rất là đẹp. Và mức công suất cho ra là 300W và có thể đạt đỉnh lên đến 600 quý vị nhé. Rất là mạnh mẽ, có thể sử dụng trong không gian từ 30 thậm chí là 35-40m2 cũng rất là ok với chiếc súp điện Calip SPL120 này quý vị nhé. Và với sự kết hợp của rất nhiều tinh hoa trong bộ dàn karaoke cao cấp ngày hôm nay thì chắc chắn là quý vị sẽ có những giây phút thư giãn tuyệt vời bên người thân và gia đình quý vị nhé. Và những sản phẩm trong bộ dàn cao cấp ngày hôm nay đều được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam thông qua nhà nhập khẩu công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư 3 sao quý vị nhé. Như quý vị có thể nhìn thấy, đây chính là tem. Mỗi sản phẩm đều có tem của công ty 3 sao. Đây như quý vị có thể thấy, bộ micro này, vang số này đều có tem chống hàng giả, hàng giả, hàng nhái của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư 3 sao quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử nhạc để có thể test được chất tiếng của cả bộ dàn ngày hôm nay quý vị nhé. Nhìn chiếc tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy thân xác hoàn toàn không nhận ra. Ta đang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bây giờ là một bản nhạc vàng để test độ trầm, độ sâu lắng của bộ dàn ngày hôm nay quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là một bản nhạc remix để test thử độ lực của bộ dàn ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, và vừa rồi quý vị cũng đã vừa được nghe Hữu Duy hát cũng như là nghe những bản nhạc mở sẵn để chúng ta có thể cảm nhận được chất tiếng của bộ dàn cao cấp ngày hôm nay như thế nào quý vị nhé. Và nếu quý vị yêu thích những sản phẩm và cả bộ dàn ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy để lại số điện thoại của mình ở phần dưới comment. Và ngay bây giờ sẽ là mức giá của từng sản phẩm cũng như là cả bộ dàn ngày hôm nay. Một đôi loa JBL MTS 12 hiện tại đang có mức giá niêm yết là 28.500.000 đồng. Một bộ micro VM200 thuộc thương hiệu JBL đang có mức giá niêm yết là 7.200.000 đồng. Vang số KX180 JBL đang có mức giá niêm yết là 12 triệu đồng. Một chiếc cục đẩy Crown T7 hiện tại đã có mức giá niêm yết là 16.800.000 đồng. Và 13.500.000 đồng chính là mức giá của loa Sub Calib SPL120. Và mức giá niêm yết của cả bộ dàn ngày hôm nay đó chính là 78 triệu đồng. Và quý vị hãy cứ để lại số điện thoại của mình ở phần dưới comment để có mức giá ưu đãi hơn quý vị nhé. Và Bảo Châu Elec với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 10 cơ sở trên toàn quốc, chuẩn bị có cơ sở thứ 11 tại Nam Định. Và quý vị sẽ được setup miễn phí tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và tất nhiên rồi, chúng tôi cũng có hỗ trợ chỗ ở trả góp cho quý vị. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video ngày hôm nay của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn like, share và bật chuông để nhận được những thông báo mới nhất của Bảo Châu Elec quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!